cán bộ thu giữ nhiều cân gian lận ở chợ hải sản liền bị tiểu thương chặn đường đánh luôn. Ủy ban nhân dân phường Búi Lế, thành phố Phan Thiết cho biết đã báo cáo lên cấp trên một vụ cán bộ phường bị một tiểu thương hải sản ở làng chài Mũi Né chặn xe đánh. Sau khi các ngành chức năng Ủy ban nhân dân phường Búi Lế, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận lập biên bản thu giữ 6 chiếc cân, đến trưa cùng ngày, thành viên trong đoàn kiểm tra đang lưu thông ngang qua khu vực chợ hải sản làng chài Mũi Né thì bất ngờ bị một tiểu thương chặn xe máy, dùng tay đánh lên nón bảo hiểm của cán bộ địa phương phường. Ông Bùi Ngọc Lâm, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Búi Né cho biết, sau khi sự việc xảy ra, tôi đã báo cáo cho chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, đồng thời chỉ đạo công an phường mời và tìm kiếm tiểu thương này, nhưng người này đang bỏ trốn. Theo thông tin trên mạng xã hội lan truyền clip, khách du lịch cảnh báo mọi người khi mua hải sản tại khu vực làng chài Mũi Né bị người bán dùng cân gian lận. Sau khi nhận được thông tin, địa phương đã cử lực lượng khu vực bán hải sản tại làng chài Mũi Né để xác minh thông tin. Tại khu vực làng chài Mũi Né, lực lượng chức năng đã phát hiện những chiếc cân của người bán hải sản tên là Mai. Người này có 3 cái cân. Sau khi cân đối chứng, thì trong đó có 1 cái cân đúng cân, còn 2 cân còn lại không đúng theo số cân quy định. Công an phường Mũi Né và các lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ 2 chiếc cân có dấu hiệu gian lận của bà Mai. Bên cạnh đó, lực lượng cũng đã kiểm tra hết tất cả các cân của người bán hải sản tại đây, lập biên bản và thu giữ thêm 4 chiếc cân khác không chính xác của các hộ kinh doanh. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip phản ánh một tiểu thương tại chợ hải sản làng chài Mũi Né dùng 2 chiếc cân, một chiếc cân đúng trọng lượng và một chiếc cân không đúng. Theo nội dung đoạn clip, du khách đã dùng 3 lon bia để cân chứng 2 chiếc cân của bà Mai. Kết quả, một chiếc cân có chỉ số là khoảng 1 cân, chiếc cân còn lại lên tới 1,4 cân. Sau khi kiểm tra, du khách tỏ ra không hài lòng và cảnh báo những người khác cẩn thận khi mua hải sản tại khu vực trên. Clip này đăng tải trên mạng xã hội với hàng chục ngàn tương tác và bình luận.